tài, các cổ động viên Việt Nam đã tới sân Zabel để cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Ước tính ngày hôm nay thì có khoảng hơn 1.000 cổ động viên Việt Nam đã tới đây. Tuy nhiên theo quy định của ban tổ chức thì chỉ có khoảng 250 vé dành cho cổ động viên Việt Nam mà thôi. Và khi mà vé đã bán quá nhanh thì cổ động viên Việt Nam cũng chỉ có cách là mua vé bên phần sân của các tiểu phú quốc là tốt nhất. Tuy nhiên cơ hội được vào sân là rất ít ỏi. Cảm nhận của chị như thế nào trước khi trận đấu này diễn ra? Là em không biết nói gì, chỉ muốn là được đi vào trong và mọi người đang là bị stuck ở đây nên là rất là mong là UAE sẽ cho vào trong để xem cổ vũ cho Việt Nam ạ, à, đội nhà. Việt Nam cố lên! Rất là buồn, rất là tiếc không được vào sân. Bởi vì chỉ có chị mua vé của bên phần UAE, chị không kịp mua vé của Việt Nam mình. Sao lần này người ta bán vé nhanh quá ấy? Không trở tay không kịp. Làm thế nào để có thể cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam được? Đứng ngoài cổ vũ các sống bóng đá, chúng mình sẽ phát trực tiếp ở đây và sẽ ủng hộ cổ đội Việt Nam, tinh thần Việt Nam mạnh mẽ quyết tâm chiến thắng. Sau hơn một tiếng chờ đợi, Việt Nam, Việt Nam, Việt Nam, Việt Nam vượt xa so với quy định. Điều này đã mang đến một không khí tuyệt vời các cổ động viên Việt Nam tạo ra. Dù hơi buồn sau những bàn thua chóng vánh, tất cả sự động viên tinh thần kịp thời này đã mang tới niềm vui cho các bàn thắng muộn vào lưới các tuyển thủ quốc gia thống nhất. Chỉ cần vậy thôi, cũng làm thắng lại các cổ động viên. Quá tuyệt vời, quá đá, quá hay, nhưng mà trọng tài hơi thiên vị chút xíu. Nhưng mà đội tuyển Việt Nam vậy là rất là giỏi rồi, nhưng mà mình cũng vô được vòng 3 rồi, không sao hết. Tuy là mình thua 3-2 nhưng mà thực sự là đã là quá là cố gắng với cả đội tuyển Việt Nam rồi ạ. Và hiện tại là cảm xúc rất là vỡ hòa, bởi vì là không ngờ là Việt Nam mình có thể ngược lộn dòng rất là nhanh như vậy ạ. Một tinh thần Việt Nam, một ý chí Việt Nam, các cầu thủ của chúng ta đã không hề bỏ cuộc. Và quan trọng rằng chúng ta đã có được tấm vé tham dự vòng sơ loại thứ 3 lần đầu tiên trong lịch sử. Hoàng Cường, phóng viên Đài truyền Việt Nam từ các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất.